Xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức y tế Hà Nội. Xin mời các em ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy hướng dẫn các nội dung ôn tập của kỳ thi viên chức y tế Hà Nội. Và thì sau một thời gian chúng ta bị tạm dừng liên quan đến dịch Covid-19 thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và thầy hướng dẫn cho các em. Ở cái thông tin cập nhật kỳ thi thì thầy cũng đã gửi lên lớp cho chúng ta rồi. Và chúng ta thấy là dự kiến thì chúng ta thấy vừa rồi Sở Y tế Hà Nội đã có dự kiến cho chúng ta khoảng giữa tháng 6 thì chúng ta có nội dung ôn tập, cuối tháng 6 thì chúng ta sẽ thi vòng 1 và khoảng giữa tháng 7 chúng ta thi vòng 2. Ta thấy thời gian này cũng còn hơn một tháng nữa dành cho các em. Thì thầy muốn tái khởi động lại để chúng ta duy trì cái lịch học các em nhé. Thì chúng ta quay trở lại theo khung ôn tập mà thầy đã gửi cho các em. Thì buổi chiều nay thầy cũng đã gửi lên lớp chúng ta cái bộ đề trắc nghiệm của thông tư số 07 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Bình thường thì chúng ta sẽ học từ khóa xong thì chúng ta mới gửi bộ đề lên. Thầy cũng rất là muốn cái tâm lý chờ đợi, hiểu được cái tâm lý chờ đợi của các em thì thầy đã biên soạn và gửi lên cho chúng ta. Thì cách thức là chúng ta khi học xong cái video bài giảng hướng dẫn học từ khóa thì chúng ta sẽ thực hành bộ đề đó. Thì các em khi nghe xong video bài giảng này thì các em làm bộ đề và để buổi học tuần tới chúng ta sẽ chữa các em nhá. Vâng, chào bạn Đỗ Hồng, bạn Nguyễn Phương Phương. Thì các em nắm một quy trình đúng rồi, chúng ta thấy rất là rõ những bước là chúng ta sẽ học. Của bước 1 là chúng ta học các từ khóa của các văn bản theo giới hạn, đúng không ạ? Thứ hai chúng ta làm bộ đề để nhớ từ khóa. Bước thứ ba thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ làm các cái bộ đề nâng cao. Và bước thứ tư chúng ta có bộ đề trộn 60 câu các em nhá. Vâng, chào bạn Trần Thảo, bạn Phương Thảo. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em các từ khóa của thông tư số 07 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Thì chúng ta thấy rằng cái thông tư này nó có 5 chương và 18 điều các em nhé. Người ta hỏi là thông tư số 17 có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, thì các em nhớ cho thầy là có 5 chương và 18 điều, 5 chương và 18 điều. Và thực tế học thì chúng ta cũng không học hết 5 chương đâu, có giới hạn. Ôn tập thì chúng ta thấy là nội dung câu hỏi nó chỉ rơi vào chương 1 đấy, những quy định chung, đúng không ạ? Rồi chương 2 thì chúng ta là sẽ học về liên quan đến về ứng xử, nội dung quy tắc ứng xử. Và chương 3 thì chúng ta thấy là các cái nội dung về trách nhiệm thi hành, liên quan về cái phần về trách nhiệm ấy thì chúng ta không có câu hỏi. Rồi trách nhiệm thực hiện ấy. Còn chương 4 thì chúng ta sẽ có phần câu hỏi về nội dung về khen thưởng xử lý vi phạm, thì chúng ta sẽ có phần khen thưởng xử lý vi phạm. Và chương 5 thì điều khoản thi hành thì chúng ta có câu hỏi. Thì nội dung tất cả sẽ nằm trong cái bộ đề mà các em xem thấy trong rất rõ trong bộ đề mà thầy đã gửi cho các em nhá. Thì bây giờ chúng ta đi lần lượt vào có nội dung của trong thông tư số 07 các em nhá, với nội dung các từ khóa mà sẽ có câu hỏi để chúng ta học và thực hành bộ đề. Thì chúng ta cũng biết thông tư 07 người ta sẽ có câu hỏi là gì, là thông tư 07 ban hành ngày tháng năm nào, thì các em nhớ cho thầy là vào 25 tháng 2 năm 2014. Vâng, chào bạn Trà Giang và các bạn, xin mời các em chúng ta vào lớp để học các em nhé. Vâng, chào bạn Phương Hà và bạn Lưu Tuấn Ngọc. Thì chúng ta lần lượt từng nội dung. Ở chương 1 thì chúng ta thấy là có 2 điều, đúng không? Người ta hỏi chương 1 của thông tư 07 có mấy điều thì chúng ta nhớ là có 2 điều. Vâng, chào bạn Thu Dung. Thì điều 1 là phạm vi điều chỉnh, thì em nhớ cho thầy cái từ khóa ở đây nó quy định nội dung quy tắc ứng xử, nội dung quy tắc ứng xử. Còn đối tượng ở đây chúng ta thấy có công chức, đúng không? Công chức, viên chức của người lao động. Thì chúng ta thấy rồi, công chức ở đơn vị sự nghiệp công lập chính là giám đốc của các bệnh viện, giám đốc các trung tâm, hiệu trưởng của các trường đại học về bên ngành y tế đấy nhá. Thì chúng ta thấy là công chức. Còn viên chức chúng ta thấy rồi, có viên chức quản lý và viên chức chúng ta thấy là không chức vụ quản lý. Còn những người lao động thì chúng ta thấy những người làm việc tại cơ quan mà thực hiện theo hợp đồng lao động 68 đấy các em nhá. Đó thì chúng ta thấy là nó bao quát về đối tượng như vậy. Rồi trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan tổ chức cá nhân. Vâng, chào bạn Dung Nguyễn. Thì đây điều 1 chúng ta nắm cho thầy nội dung quy tắc, quy định về quy tắc ứng xử. Còn 3 đối tượng chúng ta biết rồi, công chức, viên chức và người lao động. Và nữa là từ khóa trách nhiệm tổ chức thực hiện các em nhá. Còn đối với điều 2 về đối tượng áp dụng, người ta hỏi có mấy đối tượng áp dụng. Vâng, chào bạn Trương Điền. Chúng ta nhớ cho thầy là có 2 đối tượng áp dụng. Một là công chức, viên chức và người lao động. Đấy, nhưng nội dung đây tất cả tại các cơ sở y tế rồi nhá các em nhá. Chúng ta nhớ cho thầy đối tượng nhất là công chức, viên chức, người lao động. Đối tượng thứ hai chính là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nó phải đủ 3 từ, đúng không ạ? Cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đó thì đấy là nội dung của điều 2 về đối tượng áp dụng. Thứ
chúng ta đi vào chương 3, là đây là cái chương 2 về quy tắc, nội dung quy tắc ứng xử. Chương này sẽ tập trung rất nhiều câu hỏi để chúng ta nắm được những việc phải làm và những việc không được làm dành cho với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế, kèm nhá. Nội dung chính sẽ có nhiều câu hỏi tập trung vào đây và chúng ta cần nhớ. Vâng, chào bạn Bùi Long Vũ. Thì ở điều 3, người ta hỏi điều 3 có tên là gì? Thì em nhớ cho thầy là ứng xử của công chức viên chức y tế. Cái này thì chúng đối tượng chúng ta thấy rồi đúng không? Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Đấy là tên điều 3. Và người ta hỏi đâu có mấy việc, có bao nhiêu việc phải làm đúng không? Của cả công chức viên chức, đúng không? Y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao quy định tại điều 3. Thì các em phải trả lời cho thầy ở đây là có bao nhiêu ạ? Là có 8 nhá, đáp án là 8 nhá, 8 việc rất là rõ. Và chúng ta nhớ cái từ khóa ở đây đó là thực hiện nghiêm túc, đúng không? Ta nhớ từ thực hiện nghiêm túc. Thứ hai là có đạo đức nhân cách. Thứ ba là có ý thức tổ chức kỷ luật. Thứ bốn là học tập thường xuyên. Thứ năm là phục tùng và chấp hành. Thứ sáu là đóng góp ý kiến. Thứ bảy là giữ uy tín. Và thứ tám là mặc trang phục đeo thẻ công chức viên chức. Đó cho thấy là có 8 việc mà gì công chức viên chức đúng không phải thực hiện tại các cơ sở y tế đấy, các em nhá. Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Đấy, có công vụ dành cho công chức ở các cơ sở y tế chúng ta biết rồi, thầy nhắc lại chính là giám đốc ở bệnh viện, rồi hiệu trưởng các trường đại học, giám đốc các trung tâm. Nhưng mà theo luật viên chức sửa 2019 thì sau 1/7 thì những người đứng đầu trong những lập đó cũng trở thành viên chức quản lý chứ không phải là công chức, các em nhá. Thì chắc chắn cái thông tư này sẽ phải sửa đổi và không còn công chức nữa. Thì chúng ta thấy là 8 việc như vậy nhá. Tiếp theo thì chúng ta học đây chung chúng ta với thông tư này, chúng ta nhớ cái từ khóa bao quát đó là những việc được làm và những việc không được làm. Đấy, chúng ta thấy đấy thì chúng ta rất là dễ, đúng không ạ? Thì đấy là 8 việc mà được làm viên chức, nghĩa là phải làm, đúng không ạ? Viên chức phải làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Thế còn không được làm thì chúng ta thấy trả hỏi có mấy thì chúng ta nhớ là có 3. Đó, ta nhớ công thức ở đây mùng 8 tháng 3 nhá. Thì 8 việc là phải làm, còn 3 việc không được làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ, các em nhá. Thì 3 việc ta bôi đậm có thể là trốn tránh trách nhiệm. Thứ hai là lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn. Thứ ba là phân biệt đối xử dân tộc nam nữ, đúng không ạ? Đấy là 3 việc. Thì thầy nhắc lại với điều 3 về phải làm thì là 8, đúng không ạ? Còn không được làm thì là 3. Nhớ công thức là mùng 8 tháng 3, được chưa? Đấy là xong ở điều 3, quy định về ứng xử của công chức viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Chúng ta đi tiếp ở điều 4 về ứng xử của công chức viên chức y tế đối với đồng nghiệp, đúng không ạ? Thì cũng với cách thức bao quát đây như thầy nói rồi là chúng ta nhớ về những việc phải làm và những việc không được làm. Thì chúng ta đấy nhớ ở đây là công thức là 42, đúng không ạ? Câu hỏi có bao nhiêu việc phải làm trong quy định ứng xử của công chức viên chức đối với đồng nghiệp. Đối với đồng nghiệp thì chúng ta phải làm là 4, còn không được làm là 2. Thì 4 việc đây chúng ta nhớ từ khóa là trung thực chân thành. Thứ hai là tự phê bình và phê bình. Thứ ba là tôn trọng và lắng nghe. Thứ bốn là liên quan đến cái việc mà phát hiện công chức viên chức ở trong đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật, các em nhá. Thì chúng ta nhớ 4 việc phải làm của công chức viên chức y tế đối với đồng nghiệp, đó là có 4. 1 là trung thực chân thành, 2 tự phê bình và phê bình, 3 tôn trọng lắng nghe, 4 là gì? Khi phát hiện công chức viên chức trong bị không thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật đấy, thì phải phản ánh đấy với cấp có thẩm quyền. Thì chúng ta nhớ 4 việc phải làm như thế. Thế còn 2 việc không phải làm, nghĩa là không được làm, đúng không? 2 việc không được làm đó là đối với đồng nghiệp, chúng ta bôi đậm, né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm. Và thứ hai là bè phái, chia rẽ nội bộ, em nhá. Đấy, né tránh, đẩy trách nhiệm, rồi bè phái, chia rẽ nội bộ, đó là chúng ta nhớ với đồng nghiệp là chúng ta nhớ công thức là 42, đó, 4 với là 4 việc phải làm và 2 chính là 2 việc không được làm, em nhá. Đấy là xong điều 4. Tiếp vào điều 5, người ta hỏi điều 5 quy định về nội dung gì thì nhớ là quy định về ứng xử của công chức viên chức y tế, cái này là chung rồi. Đối với ai? Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đấy, trên là đồng nghiệp, đúng không ạ? Trên nữa là thi hành nhiệm vụ công vụ, nhiệm vụ được giao, đúng không? Đây là với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Có bao nhiêu việc phải làm? Thì chúng ta nhớ cho thầy là 4, đúng không ạ? Và có bao nhiêu việc không được làm thì là 3. Ở đây chúng ta nhớ là công thức 43. Đấy, điều 3 là 83, đúng không? Điều 4 thì chúng ta thấy là 42 và điều 5 này thì chúng ta nhớ công thức là 43. Đó, 4 việc phải làm thì chúng ta nhớ từ khóa là lịch sự, hòa nhã, văn minh. Thứ hai là bảo đảm thông tin, đúng không ạ? Bảo đảm thông tin trao đổi đúng nhá. Và thứ ba là tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành.
Và thứ bốn là giữ gìn bí mật thông tin. Chúng ta nhớ bốn việc phải làm của công chức viên chức y tế đối với cơ quan tổ chức cá nhân: một, lịch sự hòa nhã văn minh; hai, đó là bảo đảm đúng thông tin, trao đổi đúng ạ; ba là tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành; bốn là giữ gìn bí mật thông tin. Đây là bốn việc phải làm. Còn ba việc không được làm, đó là chúng ta nhớ là cái gì: cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu; thứ hai là cố ý kéo dài thời gian khi thi hành công vụ, nhiệm vụ đấy; và thứ ba là có thái độ gợi ý nhận tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là như vậy. Nội dung này nó cũng quy định nằm trong 13 việc không được làm, nếu các em học trong nội dung của luật khám bệnh chữa bệnh 2009 nó lại rất là rõ cái phần về cố ý có thái độ gợi ý nhận tiền ấy. Em nhớ không ạ? Và quà biếu của cơ quan thì chúng ta thấy rất là rõ nhá. Thì với điều 5 này về ứng xử của công chức viên chức y tế đối với cơ quan tổ chức cá nhân, tôi nhớ công thức cho thầy là 43, được chưa? 4 việc phải làm, 3 việc không được làm là như vậy. Tiếp theo về nội dung của điều 6 về ứng xử của công chức viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rồi, khoản 1 thì chúng ta không có câu hỏi. Ở khoản 2 thì người ta hỏi có bao việc phải làm đối với người bệnh được quy định tại điều 6, thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây là tất cả ở đây là có 6 nhá. Đang nhớ là có 6. Thứ nhất là gì? Niềm nở đón tiếp tận tình, đúng không ạ? Hướng dẫn đấy. Hai là gì? Sơ bộ phân loại người bệnh. Ba là gì ạ? Là bảo đảm kín đáo, đúng không ạ? Tôn trọng người bệnh. Bốn là gì ạ? Là khám bệnh chỉ định xét nghiệm kê đơn phù hợp. Năm là hướng dẫn dặn dò người bệnh. Sáu là hỗ trợ người bệnh nhanh chóng. Thì chúng ta nhớ thầy là sáu việc phải làm đối với người đến khám bệnh, đúng không ạ? Một là niềm nở đón tiếp. Hai, sơ bộ phân loại người bệnh. Ba, bảo đảm kín đáo tôn trọng người bệnh. 4 là khám bệnh chỉ định xét nghiệm kê đơn phù hợp. 5 là hướng dẫn dặn dò người bệnh. Và 6 là hỗ trợ người bệnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Vâng, chào bạn Hoa Sương Rồng, bạn Ngọc Anh. Thì chúng ta nhớ cho thầy là 6 cái việc phải làm đối với người đến khám bệnh. Thế còn những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú thì sao? Thì chúng ta thấy ở đây là có tất cả là 5 việc phải làm. Đó, nhá, với người đến nội trú, điều trị nội trú. Vâng, chào bạn Trần Đông. Thì chúng ta thấy thứ nhất là khẩn trương tiếp đón, đúng không ạ? Thứ hai, thăm khám tìm hiểu phát hiện những diễn biến bất thường. Ba là tư vấn giáo dục sức khỏe. Bốn, giải quyết khẩn trương các yêu cầu về chuyên môn. Vâng, đúng không ạ? Thấy rất là rõ. Và năm là chúng ta thấy chia ra nội dung ở đây. Đối với người bệnh mà chỉ định phẫu thuật thì các em nhớ bôi động, người ta hỏi như nào, họ sẽ hỏi chi tiết ra là phải thông báo giải thích trước cho người bệnh hoặc người đại diện, đúng không ạ? Thế còn nữa là phải giải thích lý do cho người bệnh hoặc người đại diện pháp luật khi phải hoãn hoặc là tạm ngừng phẫu thuật. Thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây là 5 cái việc phải làm đối với người điều trị nội trú các em nhá. Tiếp theo về cái mục 4 về những việc phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến, thì ở đây chúng ta thấy tất cả là có 4 việc phải làm, đúng không ạ? 4 việc phải làm. Đó là 1 là thông báo và dặn dò người bệnh, đúng không ạ? Hoặc người đại diện. Thứ hai là công khai chi tiết từng khoản chi phí. Thứ ba là khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh. Và thứ bốn là tiếp tục có ý kiến góp ý cho người bệnh hoặc người đại diện pháp luật. Đấy là 4. Bằng cho bạn Lương Vương. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Đấy, thì chúng ta cần nắm vững các nội dung, đúng không ạ? Và đấy là những quy định, nghĩa là 4 quy định về những việc phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc là chuyển tuyến nhá. Chúng ta nhớ 4 việc. 1 là gì? Thông báo dặn dò người bệnh hoặc là người đại diện. 2 là công khai chi tiết trong từng khoản chi phí. 3 khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh. 4 là tiếp thu ý kiến góp ý của người bệnh hoặc người đại diện. Đấy là 4 việc phải làm. Thế còn chung với những việc không được làm được quy định tại điều 6 đoạn về ứng xử công chức viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì chúng ta thấy rất rõ ở đây, đúng không ạ? Dù gì ạ, có ba việc không được làm, đúng không ạ? Đó là gì? Là không tuân thủ quy chế chuyên môn, đúng không ạ? Khi thi hành nhiệm vụ. Thứ hai là lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi. Vâng, chào bạn Huy Liên. Ba là gây khó khăn thờ ơ với người bệnh. Đó. Thì để cách nhớ ở đây thì chúng ta thấy là đây công thức, chúng ta thấy, người ta thấy điều 6 người ta hỏi có mấy khoản trước, thì các em trả lời cho thầy 5 khoản, thì chúng ta chỉ học 4 khoản từ khoản 2, đúng không ạ? Khoản 3, khoản 4, khoản 5. Thì cách nhớ ở đây chúng ta thấy, đúng không, công thức có thể về những việc phải làm, đúng không? Thì chúng ta thấy là với phải làm với người đến người khám bệnh thì là 6,
với người điều trị nội trú là 5, đúng không ạ? Với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến thì là 4, đúng không ạ? Nghĩa là phải làm thì chúng ta công thức là 4 5 6 đấy, đúng không? Đấy, ngược lên thì chúng ta thấy là 4 5 6 là ra viện hoặc chuyển tuyến là 4, đúng không? Hoặc ngược lại thế, gọi là điều trị nội trú là 5, và chúng ta thấy là mới liên quan người đến khám bệnh thì là 6. Còn cái việc không được làm thì là 3. Có thể công thức ngược lên là gì? 3 4 5 6. Và chúng ta học đọc thể ngược lại là 6 5 4 3 cũng được. Chúng ta thấy trong đó có rất là rõ nội dung, đúng không ạ? Về có 3 quy định về việc phải làm và một việc không được làm, là như vậy, rất là rõ. Các em nhớ nhá. Đấy, công thức có thể là 3 4 5 6. Đấy, thì ngược lên 3 đây chính 3 việc không được làm. Đấy, nội dung là điều 6 này. Rồi 4 việc phải làm đối với người ra bệnh viện đấy và chuyển tuyến, và 5 liên quan đến 5 việc phải làm đối với người điều trị nội trú, và 6 việc phải làm đối với người bệnh dành cho ứng xử của công chức viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh quy định ở điều 6. Đấy, nội dung điều 6 thầy nhắc rất kỹ em nhá. Đó, chúng ta nhớ được điều 6 chưa? Chúng ta đi tiếp ở điều 7 về ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế. Thì chúng ta thấy rồi, là nội dung về những việc phải làm và không được làm. Thì chúng ta thấy ở đây, đúng không ạ, là có câu hỏi là có bao nhiêu việc ứng xử và những việc phải làm trong quy định ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế quy định từ 7. Thì chúng ta nhớ là có 7 việc rất là rõ. Một là phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, phân công công việc cho từng viên chức. Thứ hai là đôn đốc kiểm tra và thực hiện công vụ nhiệm vụ. Thứ ba là nắm chắc nhân thân, tâm tư, nguyện vọng của công chức viên chức. Thứ bốn là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thứ năm là tôn trọng, tạo niềm tin cho công chức viên chức. Thứ sáu là lắng nghe ý kiến phản ánh của công chức viên chức. Và thứ bảy là xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết và môi trường văn hóa trong đơn vị. Đó là 7 việc phải làm trong quy định về ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế. Thì thầy nhắc lại, một là phân công công việc cho từng viên chức trong đơn vị cách công khai hợp lý. Thứ hai là đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công vụ nhiệm vụ. Đấy, công vụ để dành cho công chức, nhiệm vụ là dành cho viên chức rồi. Thứ ba là nắm chắc nhân thân, tâm tư, nguyện vọng của công chức viên chức. Thứ bốn là thực hiện quy chế lãnh đạo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đúng không ạ? Thứ năm là tôn trọng, tạo niềm tin cho công chức viên chức khi được giao nhiệm vụ, đúng không ạ? Thứ sáu là lắng nghe ý kiến phản ánh của công chức viên chức. Và thứ bảy là xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết và môi trường văn hóa trong đơn vị. Đó là 7 việc rất là rõ, 7 việc phải làm trong ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế, các em nhá. Tiếp theo đó là những quy định về những việc không được làm trong ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế. Chúng ta thấy ở đây là có 4. Đấy, công thức ở đây chúng ta nhớ là 7 4, các em nhá. 7 việc phải làm và gì, 4 việc không được làm. Thì 4 việc đây chúng ta nhớ là từ chuyên quyền độc đoán ra trưởng, đúng không ạ? Chuyên quyền độc đoán ra trưởng. Thứ hai là khen thưởng xử lý hành vi vi phạm thiếu khách quan. Ba là cản trở xử lý không đúng quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo. Và bốn là những việc liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự. Và chào bạn Nguyễn Kiều Anh. Thì chúng ta nhớ cho thầy 4 việc không được làm đối với trong các ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế quy định điều 7. Đó là gì? Một là chuyên quyền độc đoán ra trưởng. Hai, khen thưởng xử lý vi phạm hành vi vi phạm thiếu khách quan. Ba, cản trở xử lý không đúng quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo. Bốn là những việc liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự. Nội dung này nó quy định trong luật phòng chống tham nhũng, luật thi hành tiết kiệm chống lãng phí, em nhé. Đó thì chúng ta thấy là nội dung điều 7. Đấy thì thầy nhắc lại nội dung của chương 2, nó quy định từ điều 3 đến điều 7. Đây là nội dung cốt lõi mà sẽ có nhiều câu hỏi trong bộ đề thi của chúng ta, em nhé. Thầy đã nhắc về những việc phải làm, đúng không, và những việc không được làm qua các công thức. Và thầy ở điều 3 thầy nhắc lại thì chúng ta nhớ công thức là mùng 8 tháng 3 nhá. Thì 8 việc phải làm, đúng không ạ, với liên quan công chức y tế khi thi hành công vụ nhiệm vụ được giao. 8 việc phải làm và 3 việc không được làm. Còn với điều 4 thì chúng ta thấy rằng là công thức ở đây là 42 khi về quy định về ứng xử công chức viên chức y tế đối với đồng nghiệp. Đấy, 42, 4 việc phải làm và 2 việc không được làm. Còn với điều 5 về ứng xử công chức viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thì chúng ta thấy ở đây công thức chúng ta là 43. Đấy, có 4 việc mà phải làm và 3 việc không được làm. Còn điều 6 thì có những nội dung rất rõ, 5 khoản thì chúng ta chỉ học 4 khoản thôi. Khoản 1 chúng ta không có câu hỏi. Thì khoản 2 bắt đầu chúng ta thấy về có những việc phải làm đối với người đến khám bệnh thì chúng ta nhớ là 6, đúng không? Đấy, tiếp theo là với
những việc phải làm đối với người để bệnh đến điều trị nội trú thì chúng ta thấy nhớ là 5. Còn với nội dung về những việc phải làm với người bệnh ra bệnh viện hoặc chuyển tuyến thì là 4. Còn những việc không được làm thì là 3. Đấy, chúng ta có thể đọc ngược lại là gì? 3, 4, 5, 6. Đấy, ta gắn vào nhá. Để chúng ta dễ nhớ. Hoặc ngược lại là 6, 5, 4, 3. Đó thì anh em sắp xếp là để dễ nhớ, dễ học nhất. Thế còn điều 7 về ứng xử của lãnh đạo quản lý cơ sở y tế thì chúng ta thấy rồi. Đấy, chúng ta đã có công thức như thầy đã nói với các em, đúng không? Là công thức 7-4, 7 việc phải làm, đúng không ạ? Và 4 việc không được làm. Đấy, rất rõ nhá. Còn chúng ta đi tiếp ở chương 3 thì chúng ta thấy ở đây chúng ta không có câu hỏi các em nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của chương 4 các em nhá. Chương 4 thì chúng ta thấy sẽ học những nội dung sau, đúng không ạ? Về phần khen thưởng các em nhá, người ta sẽ hỏi là gì ạ? Là có mấy hình thức khen thưởng do thủ trưởng cơ sở y tế quy định, thì các em nhớ cho thầy là 4 hình thức khen thưởng được sửa quy định ở điều 15, các em thấy rất rõ nhá. Thì thứ nhất là biểu dương tập thể cá nhân, đúng không ạ, trước toàn thể cơ quan đơn vị. Thứ hai là tặng thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng. Thứ ba là xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta thấy viên chức chúng ta được xếp thành 4 loại: xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành, đúng không ạ? Và thứ bốn là các hình thức khen thưởng phù hợp khác, các em nhé. Đấy là 4 hình thức khen thưởng do thủ trưởng cơ sở y tế quyết định. Điều 16 về xử lý vi phạm thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta học ở khoản 3, chúng ta sẽ hỏi là có mấy hình thức xử lý vi phạm do thủ trưởng cơ sở y tế quy định. Thì chúng ta thấy ở đây với xử lý vi phạm thì nhớ là có 6 nhá, với khen thưởng thì là 4. Đấy, công thức 4-6 em nhá. Thì các em rõ chưa? Vâng, thì chúng ta thầy thì dùng mạng ở đây là mạng của Viettel, không biết là các bạn khác có nghe hay không. Hiện tại bạn Lê Thị Kim Hoa thì bạn không nghe thấy, thầy nói rất là to rồi, không biết các bạn khác thế nào. Nếu mà em nghe thấy, các bạn khác vẫn nghe thấy thì mà em không nghe thấy thì chắc là do tín hiệu của đầu bên em thôi. Và xin mời các em phản hồi lại về cái việc mà em nghe thấy tiếng thầy không. Thầy cũng nói to hết cỡ có thể rồi. Thì quay lại về hình thức xử lý vi phạm nhá. Hình thức xử lý vi phạm do thủ trưởng cơ sở y tế quyết định thì chúng ta nhớ là có 6. Thứ nhất là phê bình trước hội nghị do ban toàn đơn vị. Thứ hai là cắt thưởng hoặc giảm thưởng. Thứ ba là điều chuyển vị trí công tác. Thứ bốn là xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Cái tiêu chí phân loại đánh giá này nó nằm về đánh giá phân loại cán bộ công chức, đúng không ạ? Rất là rõ quy định tại nghị định 56 và nghị định 88 và theo văn bản hợp nhất số 02. Đó thì chúng ta thấy về xếp loại không hoàn thành qua tiêu chí thì chúng ta không hoàn thành khối lượng công việc dưới 70%. Đấy, bạn Dương Pha nói dùng mạng FPT đường truyền rất kém, em cũng xem bị giật nhiều. Và bạn Duyên Móm bảo nghe bình thường, đúng không ạ? Bạn Thu Dung bảo nghe rất rõ, đấy là do tín hiệu mạng em dùng thôi, thầy dùng gói của Viettel thì nghe rất rõ. Và Hiền Vũ thì em cố gắng điều chỉnh các gói vì chúng ta xác định chúng ta dùng học lâu dài, em cố gắng nhá. Bình thường thì không dùng mạng dây thì thầy cũng hay dùng cái gói 4G của Viettel ấy, V90 ấy, thầy vẫn có gói hỗ trợ như vậy. Xong chuyện cái đấy là nghe gọi miễn phí nội mạng ấy, và nữa là có gói hỗ trợ về 4G em nhá. Bạn Thu Phương đấy nên ngồi thầy xem đọc qua trên Facebook cũng như hôm nay một số người phản ánh về cái mạng FPT và một số học trò của thầy đấy thì cũng phản hồi. Và bạn Nguyễn Anh mà nhắc lại thần tử đi phạm và bạn Đông Trần nghe rõ rồi thầy sẽ nhắc lại nhá. Thì đây là các bạn phản hồi về cái tín hiệu thì cũng phải trả lời cho các em, đúng không? Các em bảo nhắn tin không thấy thầy trả lời gì cả, được chưa nhá? Thì chúng ta khắc phục sau, có thể bằng cách là khi mà mạng ổn định hơn hoặc là chúng ta nghe lại nhá. Chúng ta vì đã thấy là giảng xong thì video lưu lại rồi, các em kết hợp cái phần video bài giảng từ khóa này rồi các em giúp thầy, các em làm cái bộ đề thầy đã gửi lên rồi nhá. Bạn Kim Hoa nghe được rồi, bạn Lương Vương nghe rõ rồi, cảm ơn các em. Thì quay lại với 6 hình thức xử lý vi phạm do thủ trưởng cơ sở y tế quyết định, là nhớ là 6 nhá. Thầy nhắc lại: 1 là phê bình trước hội nghị do ban toàn đơn vị, đúng không? 2 là cắt thưởng hoặc giảm thưởng. 3 là điều chuyển vị trí công tác. 4 là xếp loại hoàn thành không thành nhiệm vụ. Thì cái xếp lại các tiêu chí này nó nằm trong nghị định số 56 và nghị định số 88 em nhá. Đó thì cái này chúng ta phải lưu ý. Chúng ta xếp lại 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đấy, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 29 của luật viên chức 2010. Và Vân Anh vừa đăng ký 10K được 3 tiếng. Vâng, thế cũng được em ạ. Được chưa? Thì chúng ta cố gắng cái V90 của thầy thì một tháng thầy lạc 90.000, vừa nghe gọi được mạng miễn phí, vừa dùng cái gói 4G cả ngày cũng mạnh em ạ. Vâng, đó thì em cân nhắc nhá. Và cái tiêu chí thứ 5 ở đây
là không là tôi thấy là không xét các danh hiệu thi đua, rồi chúng ta thấy hình thức khen thưởng tập thể cá nhân vi phạm, và thứ sáu là các hình thức xử lý vi phạm khác phù hợp với cơ quan đơn vị quy định. Thì chúng ta nhớ là 6 hình thức xử lý phạm đúng không ạ, em nhớ giúp thầy nhá. Thì nội dung ở cái phần khen thưởng xử lý phạm ở chương 4 là cần như vậy thôi, nhớ 4 hình thức khen thưởng và 6 hình thức xử lý phạm do thủ trưởng cơ sở y tế quyết định em nhá. Còn về phần điều khoản thi hành thì các em cần nhớ cho thầy câu hỏi là thông tư số 07 này có hiệu lực thi hành ngày tháng 5 nào, thì các em nhớ cho thầy là đáp án là mùng 1 tháng 5 năm 2014 em nhá. Thì là như vậy, các em rõ chưa? Đấy là về hiệu lực thi hành nhá. Thông tư số 07 có hiệu lực thi hành bằng ngày tháng 5 nào, thì các em nhớ cho thầy đáp án là gì? Mùng 1 tháng 5 năm 2014. Thế còn chung trong cái thông tư này chúng ta thấy rồi, thấy nhắc lại là có 5 chương và 18 điều. Thì bản chất thì chúng ta chỉ học 2 chương là chính thôi, à 3 chương là chính đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là chương 1, chương 2 và chương 4, trọng tâm vẫn là chương 2. Chúng ta thấy rất là rõ về nội dung quy tắc ứng xử quy định từ điều 3 đến điều 7, chúng ta thấy từng những cái việc phải làm và những việc không được làm nhá, với công chức viên chức tại các sở y tế thì đã nhắc rất rõ rồi. Còn điều khoản thi hành ở chương 5 này chúng ta thấy chỉ có một câu hỏi là có hiệu lực thì nhớ 1 tháng 5 2014 thôi. Còn về khen thưởng xử vi phạm thì chúng ta thấy rồi, có 4 hình thức khen thưởng và 6 hình thức kỷ luật do thủ trưởng cơ sở y tế quyết định. Đấy, nhắc lại với nhau. Còn thầy nhấn lại này nữa thì học chính của chúng ta vẫn là trong chương 2 các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ cho thầy từ điều 3 đến điều 7. Đấy, những việc phải làm và không được làm của công chức viên chức tại các cơ sở y tế các em nhá. Đó thì các em học kỹ cái phần nội dung từ khóa ngày hôm nay mà hướng dẫn cho các em. Rồi sau đó thì buổi sau thầy sẽ các em làm cái bộ đề nhá, mà thầy đã gửi lên tối nay cho các em. Rồi buổi sau thầy sẽ giải đề cho các em nhá. Thì chúng ta khởi động lại lịch học, đảm bảo mạch học cho các em. Từ tuần tới thầy sẽ tăng cường các buổi và chúng ta duy trì để chúng ta học, để khi có mà có giới hạn chính thức thì căn cứ vào cái giới hạn đó thì thầy sẽ điều chỉnh cho hợp lý với nội dung ôn tập và cũng như bộ đề các em nhá. Các em rõ chưa? Và một lần nữa cảm ơn các em đã tham gia buổi học tối nay. Rất mong các em dành thời gian học luôn những nội dung vừa thầy giảng về thông tư số 07 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế các em nhá. Và chúng ta làm bộ đề để buổi sau thì thầy chữa cho nhanh, thầy sẽ công bố đáp án thôi và giải thích thêm các nội dung để chúng ta tiết kiệm thời gian các em nhá. Và một lần nữa cảm ơn các em đã tham gia buổi học tối nay và chúc các em ngủ ngon và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, chào các em.